Xin cảm ơn. Trọng tài xin mời đoàn Lương Sư Rồng Hồng Nghệ Đường vào sân thi đấu với chủ đề Nam Sư Vượt Trường Sơn Hái Linh Chi. We'll be right back.
Thank you.
Xin mời 7 vị trọng tài về bàn trọng tài trưởng có việc cần. 7 trọng tài luôn hả? Đoàn Luân Sư Rộng Hồng Nghệ Đường đăng ký 10 động tác khó, hoàn thành 8. Điểm động tác khó đạt được là 1.8. Thời gian thi đấu của đoàn Luân Sư Rộng Hồng Nghệ là 9 phút 14 giây, đủ thời gian quy định. Ít 10 động tác khó, hoàn thành 8, điểm động tác khó đạt được là 1.8 điểm. Xin cảm ơn đoàn Hồng Nghệ. Xin mời các vị trọng tài chuẩn bị báo điểm. Trọng tài số 1 6.55, trọng tài số 2 6.75, trọng tài số 3 6.40, trọng tài số 4 6.90, trọng tài số 5 6.55, trọng tài số 6 7.10 và trọng tài số 7 6.55. Xin chân thành cảm ơn 7 vị trọng tài. Trọng tài xin công bố số điểm thi đấu cuối cùng của đoàn Luân Sư Rộng Hồng Nghệ Đường là 6.61. Xin chân thành cảm ơn đoàn Luân Sư Rộng.